Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Minh Anh trở về bên Hải Đăng, Việt Lâm tìm được tình yêu chân chính. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của đánh cắp số phận. Sau tai nạn bất ngờ, Mỹ Anh được bác sĩ Tài phẫu thuật và Minh Anh bị chính em gái tráo đổi thân phận. Khi trí nhớ dần dần được khôi phục, dù không muốn, nhưng Minh Anh vẫn phải chấp nhận một thân phận mới, và xem tất cả là do ông trời sắp đặt, định mệnh đã an bài. Khi Minh Anh tỉnh lại cũng là lúc đám cưới đã diễn ra. Minh Anh không muốn vạch mặt em gái mình trước mặt tất cả mọi người. Làm như vậy làm sao đứa em nhỏ bé của cô còn mặt mũi mà sống, càng không muốn Hải Đăng phải ân hận, hối tiếc cả đời về sai lầm trong việc nhận nhầm người ở bệnh viện. Thế nên cô chấp nhận giả là người mất trí nhớ mãi mãi. Nhưng Việt Lâm thì khác, anh không chấp nhận được việc Mỹ Anh gian xảo lại có thể sống vui vẻ bên Hải Đăng. Nếu làm vậy thì ông trời quả là không có mắt. Vì thế, bằng mọi giá Việt Lâm đã thuyết phục Minh Anh vào làm tại công ty của Hải Đăng. Anh hy vọng qua tiếp xúc, Hải Đăng sẽ nhận ra một điều gì đó khác biệt. Mặc dù ban đầu Minh Anh nhiều lần từ chối, không muốn đối diện với em gái và Hải Đăng, nhưng vì mới bình phục, khó tìm được việc làm nên công đành phải chấp nhận. Minh Anh biết rằng sẽ rất khó chịu khi cùng làm việc với em gái và người yêu của mình. Nhưng cô sẽ tập cách đối diện với sự thật, không thể mãi né tránh. Trước những lời thuyết phục của Việt Lâm, cuối cùng thì Minh Anh cũng đã đồng ý vào làm việc ở công ty của Hải Đăng. Thế nhưng việc vào công ty Hải Đăng, làm việc cũng chính là nguồn cơn cho những ganh ghét và hiềm khích của hai chị em bắt đầu tăng lên. Mới là ngày đầu làm việc, khi Minh Anh đang nói chuyện vui vẻ với Việt Lâm, cô đã lập tức gặp sự cản trở của Mỹ Anh. Mỹ Anh nghĩ rằng Minh Anh vào công ty của mình chắc chắn là để phá hoại cuộc đời của cô ta. Dù là vì công việc hay là vì Hải Đăng, thì không lý do gì lại phải chọn công ty của nhà chồng cô để làm việc. Cô tự cho đó là sự khiêu khích của bà chị già của mình. Trong lúc tức giận, Mỹ Anh còn thẳng tay tát vào mặt của Minh Anh. Cô ta cảnh cáo chị gái của mình, nếu còn cố tình xen vào kế hoạch của cô ta, thì đừng trách tại sao cô ta không nể tình chị em. Mỹ Anh bấy giờ vẫn nghĩ chị mình mất trí nhớ, chứ không ngờ Minh Anh từ lâu đã biết được sự thật. Mỹ Anh giờ đây bắt đầu ghen ngược, trong mắt cô, Minh Anh mới là người đang muốn cướp đi cuộc sống đáng lẽ thuộc về cô ta. Mặc dù cảm thấy rất oan ức, nhưng trước sự động viên của Việt Lâm, Minh Anh vẫn quyết định tiếp tục làm việc. Chỉ mới ở những ngày đầu vào làm việc, Minh Anh đã phải hứng chịu sự ghét bỏ từ phía của Mỹ Anh. Thậm chí khi hai người vô tình lướt ngang qua nhau, Minh Anh chỉ muốn nói chuyện bình thường với em gái của mình. Nhưng Mỹ Anh vẫn không hề đổi hòa gì tới cô. Cả hai lướt qua nhau, nhưng không hề quen biết gì với nhau cả. Minh Anh không ngờ sự hy sinh của mình cho em gái lại đổi lại sự hung dữ và lạnh nhạt đến thế, khiến cô chỉ cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Nhưng Minh Anh vẫn nghĩ thời gian rồi cũng sẽ khiến cho Mỹ Anh suy nghĩ lại, mà không còn ghét bỏ mình nữa. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Trong lúc Mỹ Anh về làm vợ của Hải Đăng, cô ta cứ nghĩ bản thân mình là một người hạnh phúc khi có được một người chồng thiếu gia, lại còn rất yêu chiều vợ. Mặc dù Mỹ Anh không hề có tình cảm gì với Hải Đăng cả, nhưng chỉ cần nghĩ tới tài sản Hải Đăng được thừa hưởng, cô ta vẫn vui vẻ đóng tròn vai diễn của một người vợ yêu thương chồng của mình. Kể từ ngày Minh Anh vào công ty làm việc, Hải Đăng và Mỹ Anh đã vô tình có lần tiếp xúc với nhau. Hải Đăng cũng không hiểu lý do vì sao mà khi gặp em vợ của mình, anh ta lại có cảm giác rất thân thuộc. Dường như hai người đã quen biết với nhau từ rất lâu và cũng đã hiểu nhau rất nhiều vậy. Anh cảm thấy sau tai nạn, cô em gái này trở nên hiền hòa và dễ tiếp xúc hơn, không còn ánh mắt lẳng lơ, đưa tình như trước. Hải Đăng cũng cảm thấy thương cảm, vì anh nghĩ ra em gái đã che chở cho vợ mình trong vụ tai nạn, nên gặp di chứng nặng nề hơn. Anh còn khen em gái trước mặt vợ. Chính sự thân thiết của hai người bọn họ đã khiến cho Mỹ Anh không thể nào đứng yên được nữa. Cô ta biết nếu bản thân của mình không sớm hành động thì không sớm, thì muộn rồi cũng đến ngày Hải Đăng sẽ quay lại với Minh Anh. Từ đây con quỷ dữ bắt đầu bộc lộ trong người Mỹ Anh. Đầu tiên chính là tên bác sĩ biến thái đã phẫu thuật cho Mỹ Anh. Bởi vì hắn ta hết lần này, đến lần khác tìm cách tống tiền và tống cả tình rồi tìm cách uy hiếp Mỹ Anh. Cô ta không thể để chuyện này kéo dài mãi được vì trước sau gì, cũng sẽ bị bại lộ. Thế nên cô ta đã tìm cách ra tay với bác sĩ. Bác sĩ Tài cũng biết được rằng Mỹ Anh chắc chắn sẽ không tha cho mình nên anh ta cũng đã kịp thời nắm giữ những bằng chứng quan trọng để sau này, nếu Mỹ Anh có lật mặt, bác sĩ Tài vẫn có bằng chứng để tố cáo cô ta. Khi biết được điều đó, Mỹ Anh cũng chỉ có thể bất lực bỏ qua cho tên bác sĩ giang hồ đó để đi tới bước tiếp theo. Không ai khác chính là Việt Lâm, người luôn tìm cách để vạch trần sự gian xảo của cô ngay từ khi còn trong bệnh viện. Mặc dù anh đã từng yêu Mỹ Anh rất sâu đậm, nhưng đứng trước những hành động tàn nhẫn của cô ta, Việt Lâm từ khuyên giải không thành đã chuyển sang đối đầu trực tiếp với Mỹ Anh. Việt Lâm cũng thừa biết với tính cách của Mỹ Anh,
Khi thấy chị gái trở thành mối đe dọa đối với chồng của mình, chắc chắn cô ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho Minh Anh. Nên Việt Lâm vẫn luôn theo dõi từng hành động của Mỹ Anh, cũng như âm thầm bảo vệ Minh Anh. Cũng chính trong những khoảng thời gian theo dõi Mỹ Anh, Việt Lâm đã vô tình phát hiện được bí mật giữa Mỹ Anh và bác sĩ Tài. Nhưng Việt Lâm càng làm như vậy thì càng dễ trở thành cái gai trong mắt của Mỹ Anh. Cô ta hết lần này đến lần khác cho người truy bắt Việt Lâm cho bằng được. Sau khi bắt được Việt Lâm, chính Mỹ Anh đã ra tay để bịt miệng Việt Lâm, khiến cho anh ta không còn có cơ hội để mở miệng nữa. Cũng may là Việt Lâm đã thông minh, trong lúc không ai chú ý đến mình, Việt Lâm đã thành công tự mở trói cho bản thân và thoát khỏi nhát dao chí mạng của Mỹ Anh. Cũng chính vì vậy mà Mỹ Anh vẫn chưa thể lấy được bằng chứng của Việt Lâm. Điều này đã thành mối nguy hại rất lớn đối với cô ta. Ngay sau đó, ba chồng của Minh Anh cũng đã nhận được đoạn clip bí mật của Mỹ Anh và tên bác sĩ Tài. Ông Khánh cảm thấy vô cùng sốc khi đứa con dâu mà ông tin tưởng nhất lại có thể làm ra những điều trái với luân thường đạo lý như vậy. Gần đau tim của ông ta một lần nữa bị tái phát. Lần này Minh Anh đã xuất hiện kịp lúc để giúp đỡ cho ông Khánh. Cũng nhờ vậy mà ông Khánh không gặp nguy hiểm. Sau khi trở về nhà, ông Khánh đã trực tiếp nói chuyện với Mỹ Anh. Ông hỏi tại sao Mỹ Anh lại làm như vậy. Cô ta ấp úng không biết phải trả lời như thế nào. Ông Khánh nói với Mỹ Anh rằng bây giờ thì ông ta rất hối hận vì đã trao một đứa con dâu không ra gì như Mỹ Anh về làm vợ cho con trai của mình. Người như cô ta không xứng đáng để làm dâu nhà này. Ông Khánh sẽ đem chuyện này nói cho Hải Đăng. Biết rồi, tất cả mọi người trong căn nhà này sẽ biết bộ mặt thật của cô ta. Đứng trước những lời trách cứ của ba chồng, Mỹ Anh không những không hối lỗi mà còn biện minh rằng bản thân mình bị ép phải như vậy. Dù sao thì ngay từ đầu ông Khánh cũng đã không muốn Minh Anh về làm dâu nhà này nên cũng không cần phải giả bộ yêu thương cô ta để làm gì hết. Ông Khánh nghe xong những lời thâm độc, ông bắt đầu sốc nặng và lên cơn suy tim. Ông vội lấy thuốc ra uống thì bất ngờ đánh rơi lọ thuốc xuống. Rồi ông ngã quỵ xuống, gương mặt nhợt nhạt, giọng yếu ớt. Mỹ Anh cứ thế mà nhìn ba chồng ra đi trong đau đớn. Cô máu lạnh đến mức nhìn ông mà thỏ thẻ, đó chính là cái giá cho sự tò mò. Bây giờ người tiếp theo mà Mỹ Anh muốn nhắm đến chính là chị gái của mình. Mỹ Anh không thể nào chịu được cái cảnh Hải Đăng ngày nào cũng có cơ hội để tiếp xúc với Minh Anh như vậy được. Thế nên cô ta đã tìm mọi cách để bắt nạt Minh Anh, khiến cho Minh Anh bất mãn mà rời khỏi công ty. Với một người hiền lành như Minh Anh thì không thể nào chịu được sự chèn ép của Mỹ Anh cả. Để giữ cho tình cảm của hai chị em không bị sứt mẻ thêm nữa, cuối cùng thì Minh Anh cũng đã chọn cách rời đi. Hải Đăng cũng cảm thấy tiếc cho tài năng của cô. Nhưng ở lại hay không là quyền quyết định của Minh Anh. Hải Đăng cũng chỉ có thể vui vẻ chấp nhận. Và ngay cả khi Minh Anh quyết định rời khỏi nơi đây, Mỹ Anh vẫn không muốn tha cho cô ấy. Lúc Minh Anh lấy đồ ra về thì đi ngang qua Mỹ Anh. Cô ta đã bắt chân để khiến cho chị gái của mình phải ngã. Hải Đăng trông thấy hết mọi việc, anh không ngờ vợ mình trở thành một người độc ác, khó chịu với cả em gái. Minh Anh bắt đầu suy nghĩ có nên im lặng mãi hay không, cô ban đầu không muốn em gái mình nhục nhã. Thế nhưng khi lần lượt từng mạng người ra đi, Minh Anh đã biết mình đã sai. Con quỷ trong người cô em gái đã quá lớn, nếu không ngăn chặn, cô lo sớm muộn sẽ đến lúc mẹ mình, cô Út, Việt Lâm hay thậm chí là Hải Đăng cũng sẽ mất mạng dưới tay Mỹ Anh. Cô quyết định vạch trần bộ mặt thật của Mỹ Anh trước tất cả mọi người để cô ta không còn lộng hành như bây giờ nữa. Cô Út sau này cũng biết được việc Minh Anh đã chịu thiệt thòi như thế nào khi bị chính em gái của mình trao đổi gương mặt. Càng nhìn Minh Anh của bây giờ thì cô Út lại càng cảm thấy xót xa. Cô Út thầm trách tại sao một người hiền lành như Minh Anh mà lại luôn gặp những chuyện tai ương như vậy. Cô Út muốn tìm lại công bằng cho Minh Anh nhưng đã bị Minh Anh ngăn lại vì cô ấy vẫn còn nghĩ đến chút tình cảm cuối cùng đối với Mỹ Anh nên cũng không muốn đưa em gái của mình vào đường cùng. Minh Anh vẫn hy vọng rằng Mỹ Anh sẽ dần thay đổi được, nhưng Mỹ Anh lại càng ngày càng tàn ác hơn nữa. Đến bà Nga cũng không thể nhận ra đứa con gái mà mình đã từng nuôi nấng suốt bao nhiêu năm có thể thay đổi nhanh như vậy. Cô ta đã bị lún sâu vào vòng xoáy của tội ác. Một người mẹ như bà Nga không thể nào khoanh tay đứng nhìn con gái của mình càng ngày càng xa trái như vậy. Đến phút cuối cùng, bà Nga cũng không còn cách nào để bảo vệ Mỹ Anh nữa. Lúc đầu vì bảo vệ cô ta, bà Nga đã phải chịu một cái giá quá đắt. Vì chính hành động này của mình mà đã khiến cho biết bao nhiêu người phải chịu đau khổ. Bà Nga biết rằng bản thân mình không thể nào ích kỷ hơn nữa. Cuối cùng thì bà ấy cũng đã thú nhận hết tất cả mọi chuyện với bà Dung. Sau cái chết tức tưởi của cha, Hải Đăng dần nhận ra mình đã quá mê muội vào tình yêu dành cho vợ. Anh nhận thấy hành tung của vợ mình vô cùng bí ẩn. Bề ngoài tỏ ra ngoan ngoãn hiền từ, nhưng liên tục lấy tiền đi làm chuyện gì đó mờ ám. Hơn thế lại thường xuyên ra ngoài qua đêm,
Thực chất lúc này là Mỹ Anh đang đi phục vụ cho tên bác sĩ. Hải Đăng sau cùng tá hỏa khi nhận được đoạn clip nóng. Anh thật sự không thể nào chấp nhận được và cũng không thể tin được rằng vợ của mình lại có thể làm ra những việc tài tình như vậy. Dù Mỹ Anh đã cố gắng giải thích là mình bị gài bẫy nhưng Hải Đăng cũng không thể nào tin vào lời của cô ta. Sợ những việc mà Mỹ Anh đã làm, càng ngày Hải Đăng lại càng không thể chấp nhận một con người như vậy làm vợ của mình. Và cũng nhờ những thông tin mà bà Nga cung cấp, cũng như những bằng chứng mà Việt Lâm và Minh Anh đã thu thập được, cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã được sáng tỏ. Bây giờ, dù Mỹ Anh có làm gì đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn. Cô ta đã không còn đường lui cho mình nữa, và cái chờ cô ta ở phía trước chính là bản án chung thân cho tội cố ý giết người và tội lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Sau đó, tên bác sĩ Tài cũng bị trừng trị trước pháp luật về những hành vi trái với đạo đức và nghề nghiệp của mình. Bây giờ thì Hải Đăng cũng đã có thể hiểu được cảm giác thân thuộc của mình khi tiếp xúc với em vợ của mình là gì. Thực ra, cô gái đó mới chính là người mà Hải Đăng thật sự yêu thương từ thời đại học. Anh ân hận vì sự ngu ngốc của mình đã làm liên lụy đến ba mình phải ra đi mãi mãi, đã làm cho Minh Anh oan ức, tủi nhận suốt thời gian dài. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra, Mỹ Anh sau cùng với con quỷ dữ trong người phải chấp nhận án phạt. Hải Đăng đã có thể kịp thời nhận ra trước khi quá muộn và Minh Anh cũng không hề trách móc anh, tất cả đều là do trời nhìn xuống và sắp đặt mọi chuyện. Giờ đây cả hai có thể đường đường chính chính ở cạnh nhau mãi mãi, tâm hồn Minh Anh và gương mặt Mỹ Anh sẽ mãi mãi hạnh phúc bên cạnh Hải Đăng. Việt Lâm sau cùng nhận ra người thầm yêu, trộm nhớ mình chính là Ngọc Vân. Dù bao năm cô vẫn chờ tình cảm của Việt Lâm, và cuối cùng anh cũng nhận ra điều đó, cả hai sẽ về quê xin phép mẹ Việt Lâm để nên duyên vợ chồng. Tất cả sẽ có trong những diễn biến tiếp theo của bộ phim Đánh Cắp Số Phận. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.